Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm qua thì mình có hứa với các bạn ở trong nông trại là mình sẽ nấu cho các bạn ấy một món từ thịt gà mọi người. Thì sẵn có những cái nguyên liệu ở trong nông trại chẳng hạn như là lá mùi này, lá hành này, rồi thì cà rốt, khoai lang, khoai môn. Đấy, thì mình sẽ nấu cái món gà nấu súp. Đấy, gà nấu súp ăn với bánh mì mọi người. Đấy, hiện tại thì Mimi cũng đang tiến hành làm sơ chế cả cái nguyên liệu ấy để chuẩn bị và tiến hành nấu ấy mọi người. Đây này, Mimi. Xin chào mọi người. Cathy. Chào các bạn. Tôi là Cathy. Lý Durami. Ngủ rất là ngon này. Cathy, đây là gì? Mình thì sáng nay cũng đã đi vào trong siêu thị mua ấy. Mua ở đấy là mình đã mua 4 con gà đấy đây. Gà này là gà đông lạnh chứ không phải gà nhà đâu. Gà ở nhà mình nuôi đấy thì đang còn nhỏ ấy, mình để cái đã, còn mình vào trong siêu thị mình mua cái loại gà này về nấu. Con này là bao nhiêu một con đấy không? Một con 3.200, 3.300 anh ạ. 3.200, 3.300. Dạ. Đấy, mình có chuẩn bị 4 con đấy rồi, chắc 4 con là cũng là đủ cho cả bàn ăn đấy. Đây là khoai môn này mọi người, khoai môn này là trước là con ít cái củ nhỏ nhỏ ấy, thì nhà mình để kiểu như để làm giống ấy mọi người, thì chưa trồng thì thôi, bây giờ mình đưa ra mình nấu luôn. Mình có ít cái môi mình trong ngoài kia rồi, thì còn cái củ đây thì mình nấu luôn. Củ khoai này thế này có nói với bạn Cathy là luộc quá để mình bóc vỏ cho nó đỡ ngửa tay với cả là bóc cho nó nhanh ấy. Cathy bode kaska isu. Dạ kaska bê nhé. Ngoài ra thì mình cũng có mua một số cái nguyên liệu cần thiết để mà nấu mọi người, chẳng hạn như cà chua này. Cà chua có trong nhưng mà đang còn nhỏ ấy thì phải mua cà chua, rồi hành tây này, rồi ở đây thì mình cũng có mua thêm một ít khoai tây ấy. Đây này, khoai tây này thì đợt trước mình cũng có cái dự định là để trong nhưng mà cuối cùng là vẫn chưa trong được. Nói chung là đợt tới đây là mình cũng phải trong một ít ấy. Ngoài ra thì cũng có thêm là những cái nguyên liệu cần thiết để nấu ấy, chẳng hạn như mắm muối, mì chính, đường các kiểu đấy nè mọi người. Với cả là mình cũng mua một cái túi bánh mì như thế này này. Đấy, chừng này bánh mì thì khả năng là các bạn cũng đủ ăn đấy. Sáng nay thì mình cũng nghe Kareka bảo là thiếu mất hai bàn không đi làm. Hai bàn, bàn nào vậy anh? Một bàn là bàn Santana với là một bàn nữa là bàn Abel. Hai bạn này không biết là nghỉ có cái lý do gì không, thì chút nữa hỏi Kareka xem thử. Dạ. Hiện tại thì các bạn cũng đang tiến hành là làm cái công việc gọi là sán bờ ở phía sau mọi người, sán bờ với cả là đưa một cái số đất mà hôm trước đau mà chưa đưa lên ấy, bây giờ là dùng càng đưa lên trước, xong rồi đấy thì nó sạch sẽ rồi thì lúc đấy mới tiến hành là dùng cái máy mình sắn này, sắn đất. Đấy. Hôm qua thì các bạn cũng đã vận dụng cái cách mà đào đất như ở Việt Nam mình là dùng máy sắn từng cục xong rồi là vận chuyển theo kiểu chuyên tay ấy. Vì là số lượng người cũng ít ấy, nên là các bạn chuyên tay nhau nhưng mà kiểu nó cũng khá là xa. Đấy, gà Mimi cũng chặt xong đây rồi này. Bây giờ là tới cái công đoạn gọi là ướp với mọi người. Đấy. Chuẩn bị hành này các kiểu đây. Giờ mình bỏ gà vào đây, cho vào ướp đây thì mình sao đến cho nó sắn khi gà nó thơm anh. Đây là cái gì đây? Đó là cái dầu màu điêu anh, dầu điêu á. Để cho nó đẹp màu. Ở bên này những cái gia vị này thì chỉ có những cái gia vị cơ bản thôi mọi người. Chẳng hạn như là muối này, rồi đường các kiểu ấy. Chứ còn chẳng như kiểu tiếu này là ở trên siêu thị họ cũng có bán này, nhưng mà kiểu cái ở tiếu ở bên này không có ngon đâu. Rồi mì chính là họ không có ăn này. Mình phải đóng mì chính từ bên Việt Nam sang ấy. Rồi chẳng hạn như nước mắm này cũng ở bên Việt Nam sang này. Tiếu ở bên này chỉ có cái tiếu sò mà trắng trắng đó, chứ không có tiếu đen như thế này. Tiêu đấy thì ăn không thể cay, không thơm mọi người ạ, không thơm bằng cái tiêu của Việt Nam mình đâu. Đây, em cho một ít muối bột canh này, một ít đường, một ít mì chính á. Một ít tiêu với cái dầu này để lên, cho lên màu cho đẹp.
Không bỏ ớt à? Ở bên kim bạn đang cắt nên là tí nữa bạn kim về lấy ra mình cho vào sau cũng được. Ừ. Bây giờ em ướp xong thì em để đấy cho nó ngấm một xíu á. Đây em tiến hành cắt cà chua với hành để tí mình phi cho thơm á. Ừ. Còn cả khoai tây này chưa gọt này. Khoai tây với cả là khoai lang này nữa này. Bây giờ thì mình sẽ để cho mình đi chuẩn bị ở trong này, mình sẽ đi nhổ một ít cà rốt này, rồi cắt một ít lá mùi, lá hành để mà nêm nếm sau nữa mọi người. Mình đi ra ngoài này mình phủ nhổ cà rốt cho Mimi mọi người. Cà rốt đợt này mình trồng cái củ nó to, có lẽ là do mình trồng sứa ấy mọi người, trồng sứa và trồng chúng cái mùa nắng nhìn nó kiểu như cà rốt nó củ nó to hơn năm ngoái. Năm ngoái thì củ nó bé bé. Dạ. Ấy, phải sao? Hola, chicha cava, estoy la base. À. Chef, cierran casa en hora grande, bon. Dạ, xin ta bon. Đấy, cà rốt nhà mình năm nay như thế này này. Nó to đấy. Você procura grande, grande nhá. Sim, chef. Đấy. Bem, bem. Bom, né? Sim, bom, chef. Hầu như là củ nào cũng to mọi người ạ. Cái cây nó to ấy. Chẳng hạn ấy. Đấy, những cái củ này là to này. Ở đấy thì mình trông thì cũng chưa tới cái độ to của nó đâu mọi người. À, tại vì là mình mới trông có ít tháng ấy. Hầu như củ nào cũng to này. Grande, grande. Sim, grande, chef. É? Esse é comer. Muito bom. Muito bom. Sim. Yeah. Arranca mais. Yeah. Procura grande, yeah? Sim, chef. Ê, tumbeira, como é tudo? Đấy, chuột nó ăn hết đấy. Vê, vê. Ừ. Duro, né? Duro, chef. Cà rốt brasa vende quante kilo? Vende quante bade? O bade aqui assim, essa aqui podemos assim vender. Essa mais grande vender cada 200. Assim? É, cada 200. Assim 200? É, o mais grande cada 200. Assim pequeno dessa forma assim cada 50. Aqui. É. Não, assim já comprei do pequeno. Cada 50. Đấy, cà rốt nó khá là mắc á mọi người. Chỗ đất này nhà mình tưới thường xuyên nhưng mà sao nó vẫn cứng, rất là cứng luôn này. Cái ngón tay dây cá mà cô ra thăm bên càng ca bên đu rồi. À. Bên đu rồi. Bây giờ có mấy bông á, gạt lý nhà ngón tay pha la. Muy tu bon. Đấy. Muy tu bon, chef. Aquí está tapa la tierra ya, si no es grande. Grande. Procura otro sitio más grande. Aquí, ¿no? Vas a ver. Ve aquí, aquí. Aquí, pequeño. Ahí no pequeño. Procura otro grande. Mucho tiempo la gallina está cocinada como. La galinha cozinhar cachinho também. Hã? Cachinho. Bom, né? Cuiá. Muito bom, chefe. Muito bom. É. Cachinho muito bom. É. Vê, vê, dá, dá, vê. Chega ou não chega? Chega. Chừng này thì chắc là cũng đủ rồi đó mọi người. Tại vì mình đang còn cả cái loài khoai ở trong kia nữa ấy. Cô ta ra phô lìa á. Hoje cozinha uma prato chama supra 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 sup sup significa sopa. Ah. Ga é galinha. Ah. Supra supra
Suga. Suga. Mẹ công bao. Muối tu cuối à, muối tu ngon. Ok va sẽ. Tiếp theo là nhà mình sẽ hái một ít là hành với cả là rau muối ấy. Để tí nữa vào mà mình bỏ cho nó thơm ấy mọi người. Đây này, hành ngày hôm qua là mình thấy ở chỗ này là nó rất là tốt này. Mình xuống tí ra folia folia poco poco xong. Đó. Cebola también comprido, Tốt, muy tốt, tốt. Muy tốt. Rất là tốt. Rất là tốt. Rất là ghê. Rất là tốt. Rất là tốt. Cada bao poco son, ¿no? No tira mucho. Đấy, hành rất là dài luôn này mọi người. Đây, cái món súp gà của nhà mình cũng nấu xong rồi mọi người. Là một cái nồi đầy luôn này. Đấy. Tha hồ mà ăn luôn. Wow, tao bên kia thì. Mà rơi vé ngon. Ngon, chef. Ngon, để bóp cùng em phải là giá lắm ngon. Cả tí ra bên đây là? Sí, chef, tao bên đây. Já consegui cozinhar? Cozinhar como fala? Cozinha como? Cho nhiều nhiều nước tí mà để không. Các bạn ấy ăn bánh mì ấy. Tí em muốn đổ xong rồi tí em mới đổ nước á, không em bứng được. Nóng. Ừ cũng được. Đang nóng hồi đấy, trời này mà kiểu như là trời lạnh á mà ăn cái món này thì hợp lý. Ngoài trời bữa nay nó lạnh á mọi người. Lì bà có mẹ súp gà á. Đấy, này ngủ ở bây giờ dậy này. Bà có mẹ súp gà á. Hả? Ý. Đấy, thơm, mùi thơm rồi mọi người ạ. Xe ra bên nhá. Xe ra bên nhá. Hả? Xe ra bên. Dạ. Yêu cú gì nhá? Hả? Không biết ra xe. Yêu cú gì nhá, tên là xe ra bên. Katy después aprende todo eso. ¿Sabe qué? Cuando colega quiero comer comida vietnamita, cocina. ¿No es de base? Sí. ¿Cuál es esa comida? Sí. Él es de tamena. Hace algún preparo, algunas cosas que puede meter a hacer a ver. ¿Mete qué? Tipo, mete que a hacer meter. Ah. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Sale Vietnam. Ah. ¿Qué le voy a dejar Vietnam? Sí, cuando cocina yo voy a traer todo el material. De vez en cuando a ti, hacer, reparar la comida. ¿Así también vas a conseguir hacer o no, Katy? No, no sé. ¿Usted hoy no va a aprender nada? ¿Ah? ¿Sabe también la voz? ¿Ah? Você tem, quando quero aprender, também tem que perguntar, sempre perguntar a mim, tá vendo? Assim como fazer como, para lembrar bem, já? Yeah? Só você não tá ensinando ela. Ele você... eu e você não sabe nada, assinar sabe. Como. Eu sabe. Hã? Eu sabe cozinhar. Sabe como, hoje cozinha como, fala. Mete que, mete que. Primera cosa. Primera cosa es que. Primera cosa. Ole. Ole. Sale.
Ça, des pauses. Mais déjà, on a déjà fait un peu. Mettez-vous pas beaucoup d'arbre. Vous mettez la carne. Mettez ce nom, la batata. Cacao. Você agora só vê no barato, tem que ir depois meter tudo, né? É, importância, você tem que coisa, tem que primeiro reparar a galinha, tudo coisa, tem que temperatura, tá vendo? Para ele entrar bem. Depois cozinhar, se você só meter rápido, ele não fica on, não on, tá vendo? Chập chỗ rồi à? Dạ. Bê cái nồi này xuống được không? Thế đây ưu mơ gà đua kì. Dạ. Cả tí đấy, cúi đá đua cây ưu. Anh cùng tôi cả bàn vào được đấy anh. Ừ. Bà dưới chá ma cú lê gà ra. Ok, Lý, ok. Ok, Lý. Vai ter comida. Nó fica coisa, vai ter comida, já. Vai ter comida, vai comer já, já? Tá são 11, né? Eu vou tirar mais um prato. Sabe dar na quem? Cho em bé cái đuôi. Hoje vai. 11, hoje tem 11 pessoas. Hôm nay là thiếu mất mấy bàn luôn đấy. Su đề nè nè nhá. Đánh Frank. Cho em bé Kareka một cái đuôi. Không biết có ăn được không? Giá cậu xin cái con mê ý chứ? À. Để bố kê tên kê cô ta bị kê nó đai lấy á. Cả tí vên, vên tí ra, bà giờ tí ra cô rồi. Bây giờ là tới giờ ăn của các bạn rồi. Món thì cũng hôm nay ăn thì cũng khá là muộn đó mọi người. Tại vì mình xuống đây cũng hơi trễ một chút đấy. Nên là nấu để mất giờ của các bạn ấy đấy. Giá là lava máu. Dạ. Limpu limpu. Dạ. Nào limpu depois pega pau vai coisa, vai suja. Entendeu? Đây hôm nay nhà mình cũng có được một ít cái chuối chín ở trong vườn đấy. Cho các bạn ăn xong rồi thì ăn chuối tráng miệng luôn. Ủa gì nó tên phun gì á? Không biết bao á? Ngon. Một bàn được 5 cái bánh mì. Được không? Đủ không? Đủ ạ, thưa đấy. Người năm cái từ chiếc người năm cái đi con dứ thì cho các bạn thêm có mẹ đã bôi anh đã tên là mỗi lưu nụ bán này là nhá ý số cô mi đa cái này đi ra cô gì nhà này cô xe anh đang nào à cái số Manuel nè nó mẹ kia chef số Manuel nó mẹ kia xuống gã súp gà. Súp gà dạ. Súp gà, dạ. Súp. Manuel ra con mẹ nó sabe nó mẹ. Súp gà. Súp gà. Súp. Súp gà. Isso ontem eu prometi comer galinha, hoje eu dá, dạ. Bánh nhì đang nhiều lắm. Ui, bánh nhì đang còn thao luôn. Cảm ơn. Để các bạn ăn xong lại phạt thêm nha các bạn. Ừ. Có mẹ, bao anh đã tên. Ok, ở sopa anh đã tên. Dạ? Có mẹ, con tạt đi. Bo appetit. Dạ. Có mẹ, eu vou comer. Dạ. Então, obrigado, bo appetit também pro chefe. Ah. Eu comer, mas mimi não dá, eu comer. Dạ. Muito ngon. Menos galinha com menos batata rena. Todos é nosso fazenda. Sim, não é carote, cacau, batata doce, cebola
aquele folha de saboro, rau mui. Rau mui, tá vendo? Bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tudo já para aumentar? Já, tudo lá. Ngon, não é tudo, ngon. É que? Ngon. Hã? Rất là ngon. Rất là ngon. Muối tương ngon. Muối tương ngon nè. Sí. Ừ. Cuya nè. Cuya cuya sì. Nè sao về mai bông ở cái lề về mai bông Manuel. Não, chef, foi dois pratos, tá bom, tá bom. À. Ở đấy thì có mỗi bàn Manuel là người cũ mà ngày trước là mình cũng đã nấu cái món súp gà này cho cả bàn này ăn ấy. Còn lại toàn bộ đấy là những cái thành viên mới nên là vẫn chưa được thưởng thức cái món súp gà này. Đây là lần đầu tiên đây. Chiquito. Bom. Muito ngon. Muito ngon. Chiquito cũng biết muito ngon. Muito ngon này kìa. Muito bom. Tá cuia. Muito ngon này, tá cuia. Yeah. Yeah. Natu. Sim, chef. Muito ngon. Também ngon. Sim. Ngon. Bom, bom, bom. Eu gostaria vosso falar a língua vietnamita. Também tudo seguido também quero você falar vietnamita. Quando falar, ele alegre muito. Sim, sim. O Lee consegui comer? Cati? Tá. Consegui? Lee? Tá cuia? Ngon? Ngon không? Hã? Ah, ngon. Ngon. Né? Ngon? Ngon. Lên nào có mẹ galinha? Vô xe galinha cô ta lê bikeno đá lê có mẹ á? Cuidado lê ô su á? Dê, tá cuia né? Antonio, muito tempo galinha lá, qual é cozinha tipo comida vietnamita? Lá? Ah. Lá, fazer muita coisa, mas fazer pouco. Já tentar isso? Ai na nó. À. Ngon. Ngon. Rất là ngon. Eu am. Am. Ăn. Ăn. Ăn nào ấy am. Ăn. Ăn. Ừ. Ăn. Súp gà. Súp gà. Nào ấy Nga. Ăn. Gà. Gà. Tốt lắm. Ngon lắm. Ừ. Ăn gà ngon lắm. Ăn gà. Ngon lắm. Ừ. Thì ăn một. Ăn một đấy kìa. À, primeiro nào khá là một, lần đầu tiên. Primeiro về xa sinh lần đầu tiên. Ok, cảm ơn. À, lần đầu tiên nào ấy ăn một đâu. Ta sẽ đi cùng. Tá bom. Hả? Tá bom. Tá bom? Sì, sì. Ừ. Boa, phải làm ngon. Ngon lắm. Ê. Cái này đi à, chef cozinha cả lăng om dưa. Né? Dạ. Còn eu cozinha isso qua lại mai bom. Fala verdade, ué. Fala verdade. Chef cozinha bem. Qual é, chef? Chef Ale. Eu não, né? Não, também chef menino. Cozinha todo, mas se não comer aquele antes, chefe Alex cozinha todo lá. Tá bom. Cuida bem. Không, tự nhiên đi hỏi làm cái gì. Antônio fala, eu com chefe Alex cozinha, qual é mais bem? Careca fala chefe Alex, agora você fala. Porque eu pensava, tipo, chefe Alex, antes. Com 20, 15 anos. Antes, chefe Alex, 15 anos, 20 anos. Tipo, ele estudava cozinha. Nada. Yeah, mas eu aprendi a cozinhar cedo. Aprender, né, chefe? Sim. Da minha mãe. Eu aprendi minha mãe. Amém. Lá no sul vietnamita, né? Quando cresceu, a partir dos 8 anos, já aprende a fazer coisa. Tipo, minha filha, 8 anos, já sabe cozinhar arroz. Já sabe fritar ovo, quando o avô saiu, ele já faz coisa do irmão come. Ué, agora só coisa para aprender a cozinhar quando eu tive já 20 anos. Cuia?
Cuya vietnamita fala como? Ngon lắm. Ngon lắm. Rất là ngon, ngon lắm. Mềm là tudo coisa. Vou saber a pensar. Chef Mimi, o chef Alex, o Jack, que é mais bom. Olha os dois, muito bom. Sim, os dois muito bom, não? Todo. Mas, sempre tem lá mais um, mesmo. É, eu quero escutar mesmo o Antônio falar. É, mais um mesmo, aquele um você pensando que cozinha muito bem. Já dois, hein? Um, né? Agora outro fala quem fala eu cozinha bom. Você quer quem cozinha bem? Ainda não provei do outro. Ah, sempre vai estudar seu. Provei da bolsa, tá indo uma bolsa. É. Por mim também, só a bolsa. Também cozinha foi eu. Agora quem? Eu e quem? Chefe Alex. Eu vou perguntar aquele pessoal, mas come muito. Sabe quem? Basei. Basei, não me distraí, né, Basei? Chefe Mimi. Tá triste, Basei, tô triste. Manuel, fala, quem cozinha mais bom? Agora sim. Foi quanto tempo? Fala. Não, o chefe e a chefe cozinham muito bem. É. Os dois cozinham muito bem. Uhum. Agora, para escolher já um. Para escolher um. É. Difícil, né? É difícil, porque as duas comidas saem bem, muito saborosa. É. Muito bom mesmo. Escuta, uhum. Hoje eu cozinha. Sim. Quem falar eu não cozinha, bom. Hoje eu não dá repetir. Posso pôr na costada? Quem já acabou? Vem eu cerveja. Levantar. Mas oi. Lấy thêm cho cả bàn ăn này. Mà hôm nay mình nấu một cái nồi kia là rất là nhiều luôn đấy. Đây luôn đấy. Ngoài ra có bánh mì vẫn đang còn đấy này mọi người. Đấy, bánh mì chỗ này này đang còn nhiều. Mình cứ mua thật nhiều lên cho cả bàn ăn. Ở nhà mình thì nấu nướng, nấu một bữa gì ăn đấy thì nó cũng có thể là khá là mắc. Đắt đỏ ấy, nhưng mà ở bên này cái đồ ăn được cái là nó cũng rẻ chứ nó cũng không đắt mấy đâu mọi người. So với kiểu như là mình thì cũng chẳng đáng mấy đâu. Nên là mỗi lần mà mình có cái cơ hội gì nấu ăn cho các bạn ấy là mình sẽ nấu thật nhiều cho các bạn ấy thưởng thức. Nene, nene, Lý, lúc kia đang nấu papa. Papa có mẹ ta mới nấu đây, lê agora đê cũng đã kể. Depois chefe Alex, depois chefe Mimi, depois de quando almoçar, almoça e fazer comer tipo casar de novo. Casar como? Tipo fazer assim. Eu já passou aquele tempo, tá? já passou. Já não, agora fica assim tímido, tá? Eu vou ajeitar. Vou ajeitar pra você fazer um. Você dá então mulher. Cati, vem. Agora fazer. Olá, pessoal, vem. É ok, ok, Li. Você só dá água, não dá coisa. Nada, aqui é carne nada. Carne nada, bandido. Você dá carne. Carne nada. Yeah, tá bom, tem que assim. Li tem que, tá doido. Não quero que pare onde ele dá. Hã? Tem que ele dá sempre, não pode parar. É chưa em? Con này ạ. Vẫn đang con à? Nấu nhiều quá. Đấy. Bây giờ là bánh mì tiệm này. Pizza troca, tá vendo o lado do marido? Vamos comer. Mỗi bàn được 8 cái hả? Dạ. Không biết 8 cái là cả bàn của nó không biết. Cảm ơn đang thấy con nhiều lắm. Bánh mì à? Dạ. Con nhiều thì gửi cho cả bàn ăn đi em. Một bàn được 10 cái anh ạ. Đấy là thanh nam mỗi người được 10 cái. 10 cái chắc là đủ ấy. Chắc cả bàn nó rồi đấy. Ô Lý. Sao? Làm sao? Hả? À, làm sao?
Chắc em bé bây giờ buồn ngủ ấy, ăn nó đi, bây giờ buồn ngủ sao ấy. Ta sôn quá thế, nó. Dạ. Ừ. Ta reflect thì bây sôn. Cá tì, cái rung máy đai hoa rút ra tiền. Chia bần con này, em lấy cho chia một ít. Ừ. Você tudo sabe, isso pra tu tem lá que? Foi lá também, aquilo é, que também se põe no xindongo. Qual é? Tem um nome aí, esqueci, que é pro David Namá. Ah, eu vou falar. Chắc là nói cái cây aí đấy, cái cây sate đúng không? À, không, hôm nay không có sate. Hoje não tem. Puta nè, hoje tem nè. Batata doce, batata rena. Cacao, cenoura, também cebola quimbundo, cebola grosso, alho de tempero, né? Depois galinha, fazer primeira tem que fazer cera, cebola, alho no óleo, depois meter assim galinha, fazer bocado pronto, né? Depois de pesar água, ferver, supera água, galinha tá molhado, entendeu? Tá molho, depois meter lá batata, coisa. Còn tem uma tipo do nosso óleo, tipo óleo de palma, mas não é óleo palma, de fazer a coça bonito, entende? Essa aqui não é óleo palma? Não. Não, não. Mas é outro óleo também. Você tudo, já? Hoje eu cozinho, quando você também tem que trabalhar bem, entende? Sempre trabalhar bem, eu vejo você tudo feito, trabalhar força, coisa. Eu assim, sempre eu continuo cozinhando. É força, né? É força trabalho, é? Yeah. Você quando é força trabalhar, eu também fico alegre também. Não é assim? Yeah. Bây giờ thì mình cũng đi ăn đấy nha mọi người. À, ăn với cả bạn cho nó vui ấy. Với cả là để cho cả bạn ăn chứ mình hỏi nhiều quá thì cả bạn cũng ngại ấy. Nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tân Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.